Em chào mọi người, bên em đang dàn cái bồn để giao cho khách. Khách này ở tỉnh lận nhưng mà họ gửi xe ở cái quốc lộ 1A, bên em giao ra xe tải rồi xe tải nhận rồi chuyển về cho khách. Bồn 1.000 lít nhựa. Bồn này màu xanh lá mọi người ha. Cái bồn này nó dày và nó nặng hơn bồn bình thường, nhưng bên em giao giá cũng bằng như bồn bình thường. Bồn này ở bên trong nó có chất metium, nhựa metium, chống rong rêu, chống ánh sáng luôn. Em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Ai mình cần sử dụng bồn nước thì mình vui lòng liên hệ bên em ha. Xe hẹn là 8 giờ mà hôm nay đi hơi trễ rồi, các xe phải đợi một chút. Tạm biệt mọi người, em chào mọi người nha. Hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước thôi. Những cái bồn nước bên em giao đi hay thu về đều đưa lên đây để mọi người mình cùng theo dõi. Mọi người mình phù hợp với dung tích cái bồn nước nào thì mình có thể đặt hàng. Số điện thoại 0978535953. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp. Số này lúc nào cũng có người trực. Nếu mọi người có thắc mắc cần tư vấn về vấn đề gì về bồn nước thì mình cứ gọi điện, bên em sẽ tư vấn cho mọi người nha. Bên em có thợ hàn sửa lắp đặt bồn nước, xúc rửa vệ sinh bồn nước, cho nên mình cần cái gì thì bên em sẽ hỗ trợ cái đó. Bên em có thêm bán máy nước nóng năng lượng mặt trời á. Ai mình cần lắp cái máy nước nóng năng lượng mặt trời thì mình cũng liên hệ. Có máy cũ luôn mọi người nha. Máy cũ thì vừa rẻ vừa tốt. Tạm biệt mọi người.